Hello mọi người, chào mừng tất cả đã quay trở lại với kênh YouTube của ProSao Việt Nam. Vào tháng 1 năm 2023, tại triển lãm âm thanh thế giới diễn ra ở Barcelona, Nexo đã bất ngờ thông báo và cho ra mắt hai sản phẩm mới, đó là Nexo EPS-12 và Nexo LS-18. Loa subwoofer LS-18 là mẫu loa có kích thước driver bass lớn nhất trong series LS. Với củ bass có đường kính 18 inch hay như mình hay gọi là bass 50 mọi người ha. Vỏ của thùng loa sub Nexo LS-18 được làm từ gỗ ép bạch dương 15 ly vô cùng chắc chắn, với lớp sơn phủ bảo vệ bên ngoài cùng là hợp chất PU đặc biệt chống chảy xước. Tuy nhiên là chất liệu vải mới này thì vẫn giữ được đầy đủ các chức năng như là cách âm, chống tia UV và chống cháy giống như các chất liệu vải cũ. Ở mỗi cạnh bên của loa LS18 sẽ có hai vị trí ốc M10 để kết nối loa với loạt phụ kiện chuyên dụng cần thiết. Mặt sau của loa sẽ được bố trí hai cổng kết nối in-out đi kèm là miếng bảo vệ các đầu nối tín hiệu khỏi hơi ẩm trong các ứng dụng ngoài trời với tiêu chuẩn chống nước IP55. Bây giờ em sẽ gỡ cái mặt lưới e-căng này ra cho mọi người cùng xem bên trong một chiếc LS18 như thế nào nha. Ta có thể thấy một sự khác biệt trong thiết kế so với Nexo LS600, đó là ở hai vị trí này hãng đã bổ sung thêm hai vách ngăn nhằm tạo thêm áp lực và phát huy tối đa công năng của một chiếc SUV. Với chiều cao 53,1cm, bề ngang 60 và chiều sâu 67,1, cân nặng đến 42kg, Nexo LS18 có thể đạt đỉnh SPL đến 138dB và có giải tần số rất ấn tượng, từ 32Hz đến 150Hz mọi người ạ. Tần số cắt của loa là từ 32Hz đến 85Hz, 120Hz và 150Hz. Công suất dành cho loa sub LS18 mà hãng đã đề xuất là từ 1.100 đến 1.750W tại trở kháng 8 ohm. Với cấu tạo linh hoạt, Nexo LS18 có thể lắp đặt cố định một cách đơn giản như xếp dưới đất, chồng lên nhau hoặc treo lên cao sử dụng các phụ kiện chuyên dụng. Sau đây là một vài hình ảnh của trọn bộ series LS và cách bố trí khi kết hợp cùng với series EPS phù hợp. Mời mọi người đón xem nhé!
toàn bộ thành viên thuộc LS và EPS series nhà Nexo thật quá đông đủ phải không mọi người? ProSound Việt Nam tự hào là đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng toàn bộ những mã loa thiết kế được xem ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả đã đón xem video ngày hôm nay và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye! ProSound Việt Nam, âm thanh chất, giá trị thật.